Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Leo World Robot nha. Ngày hôm nay mình sẽ mang một robot mà anh em cũng khá là yêu thích trong thời gian trước quay trở lại chiến trường. Mình sẽ đem đến cho anh em đó là chính một cái định nghĩa robot cũ như một khi lắp vũ khí mới thì nó sẽ trở nên rất là mạnh. Nó không hề yếu đâu, mặc dù là đã out meta nhưng mà bây giờ chỉ cần có đồ ngon, có vũ khí mạnh là nó sẽ mạnh thôi. Chung là yếu tố để cấu thành con robot mạnh thì không những phải nhờ vào chính nó mà còn phải nhờ vũ khí nè, drone, tay lái với lại module nữa đó. Vì thế cho nên là ngày hôm nay mình sẽ mang đến đó chính là, chắc là anh em cũng thấy rồi, Seraph sử dụng đó là Subdua. Trước hết thì mình cũng xin nói trước với anh em là mình cũng khá là mạo hiểm khi mà mình đã thay thế vị trí của con Kuri, một robot meta, để mình đưa vị trí của con Seraph này vào, bởi vì mình chỉ có hai khẩu Subdua này thôi. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng để mà chơi thật tốt, vì lý do là con Kuri mà mình luôn sẵn sàng tâm thế để mà lúc nào mà nó giảm con Kuri thì mình cũng sẽ thay đổi vị trí khác thôi. Chung là mình cũng luyện tập từ từ. Nói sơ về Seraph thì đây chính là một trong những robot bay mà được anh em yêu thích rất nhiều. Có thể nói là vậy, bởi vì ngoài tạo hình nè, cái dáng bay, cái dáng người hay là vũ khí hay là cái gì đó thì anh em cũng khá là thích. Nói chung là anh em nào yêu thích robot mà theo dạng đứng, theo dạng người á, thì một là anh em sẽ là leader, mà hai chính là Seraph. Mình cũng vậy thôi nào, mình rất là thích ở những con robot dạng người, dạng đứng, nhưng mà theo về xét về sức mạnh với lại cái bậc rank thì bắt buộc mình sẽ sử dụng con robot xấu thôi. Nhưng mà về cái phần mà robot đẹp á, thì chắc chắn là mình cũng sẽ dành một vị trí cho Seraph leader và leader nha, này leader đó. Mình sẽ nói sơ về con Seraph này. Hiện tại mình sẽ sử dụng nó là hai khẩu Subdua MK3 của con Kuri này. Vì nếu như mà anh em muốn nâng cấp Seraph á, cứ theo một cái định nghĩa cho mình nó là như thế này: bất kỳ con robot nào mà nó đã out meta rồi, anh em muốn sử dụng nó thì trước hết anh em phải có đủ đồ hoặc là đủ tài nguyên để mà nâng. Chứ anh em đang nâng giữa chừng anh em bỏ thì nó sẽ rất là yếu, bởi vì bắt buộc là những con robot out meta anh em nâng một lần là phải nâng cho tới luôn, tức là phải tới mức đó là MK2, chứ anh em nâng tầm mức MK1 thì nó cũng không mạnh. Hơn nữa thì để nuôi những con robot nó cũng khó. Nếu như mà anh em quyết định mà sử dụng những con robot out meta thì em phải có lòng kiên trì nha. Công anh em nghe người này nói yếu, người kia nói mạnh, người này nói rồi rốt cuộc rồi cũng vòng, không biết là phải nâng như thế nào. Bây giờ anh em cứ đặt mục tiêu cho mình, bây giờ nó là out meta rồi, nhưng mà nếu như anh em có đủ đồ, đủ drone, đủ tay lái, đủ module gì đó thì anh em lắp vào, dĩ nhiên là nó sẽ mạnh thôi. Cái gì cũng vậy anh em ạ, chỉ cần out meta nhưng mà anh em đủ đồ thì anh em vẫn có thể chơi được. Riêng con Seraph này mình thấy á, cho dù bị giảm sức mạnh rồi nhưng mà mình thấy nó cũng ok, chơi cũng ngon đối với anh em cài á. Hơn nữa thì cái ngoại hình của nó cũng rất là đẹp, mình cũng đánh giá là cao ngoại hình của con Seraph này. Hơn nữa thì cánh ở đằng sau nhìn cũng rất là ngầu nha. Đó, quá tuyệt vời, gần như là không có gì để chê về con Seraph này. Tay lái ở đây chính là Victoria B. Mình cũng xin bày tỏ những... Ôi trời, có một kỹ năng trống này. Mình cũng xin bày tỏ những cái quan ngại sâu sắc khi mà anh em nào sử dụng Seraph mà anh em lại sử dụng đó là con tay lái nam nha anh em, không phải là Victoria B. Bởi vì hiện tại bây giờ con Seraph nó rề rất là chậm, và nếu như anh em sử dụng con tay lái mà đội cái nón nữa thì nó sẽ rất là yếu luôn anh em ạ. Này, thì đây chính là con tay lái này. Sau chuyến bay, Seraph sửa chữa độ bền của bản thân. Thì cái kỹ năng này bây giờ nó cũng không quá là mạnh đâu anh em ạ. Bởi vì bay lên thì anh em ăn đạn chắc là cũng tầm máu xám không rồi. Không biết là nó phục hồi độ bền 15% này có phục hồi độ bền xám hay không. Nhưng mà trong kỹ năng này nó không ghi là phục hồi độ bền xám, cho nên là mình đánh giá không cao về kỹ năng này. Bây giờ thì anh em chơi Seraph này phải sử dụng đó là Victoria B cho mình để tăng tốc độ fly lên. Chung á thì bay 25% thì nó sẽ hơn nó là 15%. Hơn nữa thì cái hộp phục hồi độ bền á, anh em lắp module vào thì nó vẫn ok, nó vẫn mạnh thôi. Nửa lúc bay anh em cũng có cái trường lực cũng hỗ trợ thêm được tí. Chủ yếu là mình chơi con Seraph này bởi vì nó ngầu anh em ạ. Nó ngầu là được. Chủ trương của mình là vậy, cái gì đẹp với ngầu là ưu tiên đầu tiên nha. Ưu tiên đầu tiên luôn. Quan trọng đầu tiên, không cần phải quan tâm đến những thứ sau. Đấy, còn con nào xấu thì mình chơi cài cấp thôi. Còn lại thì mình sẽ rong ruổi ở những con robot đẹp để chơi cho nó vui. Game này tự mỗi người sáng tạo ra kiểu chơi của mình mà. Đó, về phần module là một cái NA và hai cái RA nha anh em. Mình sẽ không lắp IA đâu, tại vì mình lắp hai cái RA cho nó chắc ăn. Ít nhất thì mình vẫn có thể nạp đầy module khi mình bay được. Chứ bây giờ mình lắp một cái thì nhiều khi chưa bay lên được là đã bốc hơi rồi, rất là nguy hiểm.
Hơn nữa thì mình cầm đó là vũ khí Subdua MK3 hai khẩu, cho nên mình lắp một cái NA là cũng ok rồi. Nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao mình lại đem phay ship, bởi vì bây giờ súng rút nó vẫn còn chưa bị giảm đâu, súng rút nó vẫn còn mạnh lắm. Vì thế cho nên nếu như mình bay lên mình nhận thấy đối thủ cầm súng rút thì mình sẽ phay ship liền để đảm bảo rằng mình không ăn quá nhiều sát thương từ rút nha nè, để khi hạ cánh thì mình vẫn còn có cơ hội để sống sót chứ. Bay lên ăn hiệu ứng rút nhiều khi là gãy trên không luôn đấy. Cái trường lực của Seraph này nó yếu hơn Lin nhiều nên là cũng nguy hiểm. Ron ở đây là Ron Bascan nha anh em, và nếu như mà anh em sử dụng Seraph mà có con Ron này thì mình đảm bảo anh em cực kỳ là trâu luôn, trâu như là một con Fenrir biết bay luôn anh em ạ. À, thật sự luôn ấy, mình có thể khẳng định với anh em nó là như vậy. Rồi đây chính là Anno Seraph của mình cấp độ 11 nha, và trong thời gian tới mình sẽ thử nghiệm tiếp những loại vũ khí tiếp theo. Rất là ngầu anh em ạ, rất là đẹp đó, tuyệt vời chưa anh em. Gundam này có hai con mắt hai bên, có cái ký hiệu này nhìn cũng ngầu hết anh em ạ, tuyệt vời. Rồi không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ vào phần gameplay để thử sức mạnh của con Seraph này nha anh em, bắt đầu thôi. Ok, chúng ta sẽ đến với trận đầu tiên luôn nha anh em. Mình sẽ chơi cách đồng đội nhanh luôn, cho dù là tử chiến hay cột mốc thì mình vẫn chơi thôi. Chung là mình giờ hôm nay mình chơi rất là chú tâm, không có lao lực quá nhiều. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trận đầu tiên, và đây chính là map map gì mình quên mất thôi, kệ nó đi. Một con Orochi sử dụng đó là Avalancer nha anh em, khá là hài hước. Mình xin bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi mà những anh em nào sử dụng đó là Orochi súng tầm xa nha, cũng khá là nguy hiểm. Có một thanh niên xe đáp kia nha anh em, và con Ovion này nó đang mắng mình sẽ cố gắng mình tiêu diệt con xe đáp kia. Ok, và xong rồi mình sẽ phải ship. Trên thực tế mình dùng đó là hai cái RA, vì thế cho nên là mình sẽ phục hồi độ bền tương đối là nhanh. Ok, độ bền thì nó cứ phục hồi như thế này, mỗi lần là 10.000 độ bền nha anh em, và nó sẽ cứ lên 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 như thế này. Trong thoáng chốc mình đã gần đầy máu rồi. Nói chung á, về xe ráp này độ ngầu thì anh em phải nói là khỏi cần chê luôn anh em ạ, không chê được. Tuyệt vời. Ủa sao mình giết nó được hay vậy ta? À thôi không sao, dù gì thì cũng giết được nó rồi. Ui giời ơi, ui. Hả? Mai Hu này anh em, Maxine Yuwil này. Xin chào idol, lâu quá không gặp. Idol đang sử dụng nó một con Dragon nha anh em, và mình thì đang đi báo tem. Các ông đang suy nghĩ là mình đang đi báo tem đây, nhưng mà thôi kệ, không có Mai Hu gánh rồi chắc là trận này mình cũng sẽ dễ thở hơn. Ok, đúng chất là một thiên thần biết bay nha anh em, một khi bay lên là đôi cánh tấn công quá tuyệt vời, quá đẹp, quá ngầu. Chắc là chắn là sau video này nhiều anh em sẽ tìm cái khẩu này để anh em sử dụng lên con Seraph đây, mình nghĩ là vậy. À, theo như về cái kiểu chơi á thì con Seraph bây giờ nó chỉ phù hợp với những loại súng mà anh em gây sát thương nhanh, tấn công nhanh thôi, vậy để mục đích để giành phá thiên vàng nha anh em. Ui hay quá, mục đích là để giành phá thiên vàng chứ bây giờ thì anh em sử dụng những loại súng mà ơi bắn chậm quá thì mấy cái thiên vàng nó lại làm khó anh em, với lại anh em bay lên bắn nó cũng không quá lực đâu. Bây giờ mà cầm Vulture lên bắn thì mình thấy nó cũng khá là yếu. Một con Dragon anh em ạ. Thôi được rồi. Kỹ năng của con xe đáp này bây giờ nó cũng không quá yếu đâu nha anh em, nó gây sát thương vẫn rất là mạnh. Ui giời ơi, con dê đó không chết. Rồi mình đã giết được con Fenrir đó rồi, cho thêm cái thằng mù nữa, quá tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà mấy cái trụ kìa, trời ơi. Ô hay, mày thấy có đỉnh không, quá đỉnh luôn, trời ơi đùa. Ê ẩu rồi, con Luchador này sử dụng bong bóng, mình nghĩ là mình sẽ nằm xuống tại đây rồi anh em ạ. À, mình không có cửa nào có thể chơi lại được với nó đâu, cái trường lực của mình sẽ không bảo vệ mình được trong pha này đâu. Trời ơi, ui trời ơi, ráng ráng bắn cho nó thì mang đạn cuối nữa. Trời ơi, okay. Con dê nữa kìa, trời ơi trời, nó không bị mù rồi anh em ạ. À, nó có thấp pháo giải hiệu ứng rồi. Ui nhưng mà trước khi chết mình cũng gây đam cho nó được quá trời rồi chứ, nó cũng gần chết rồi chứ bộ. Tuyệt vời, đúng là con xe đáp này vẫn có thể chơi được anh em ạ. À, một khi có đồ mạnh thì chắc chắn nó sẽ rất mạnh. Mình sẽ hạ gục tất cả những cái thằng nào nguy hiểm. Ui trời ơi, ui trời ơi, ông Mai Hô mà sao ông bắn nãy giờ ông chạy một vòng vòng không vậy, trời ơi gánh tem đi chứ.
xài đồ meta không mà. Mình sẽ hạ mấy thằng máu giấy trước nha anh em, tại vì mấy thằng nó dễ hạ hơn. Rồi bây giờ thì team bên kia đã không còn ai nữa rồi. Ok, thoải mái hơn tí, nhưng mà giết được đó rồi, lụm tiền anh em ạ. Cùng góc. Hello. Giết nó được không ta? Nghĩa là giết được nha. Chết luôn này. Ok, game đầu tiên có vẻ là ngon lành rồi. Bây giờ cứ đi dành cái trụ giữa thôi là lụm. Trời ơi, con mấy thằng nó bắn kìa. Trời ơi. Dễ được cây súng rồi. Nhưng mà không sao, vẫn còn 4 cây lận. Dễ gì mà ăn tôi được. Chạy. Ủa. À nó chết rồi. Ok, game này đã win nha. Cũng đơn giản thôi, đằng đầu thì xe đáp nó cũng làm hết rồi. Cảm ơn. Đằng đầu tiên thì nó hơi bị thuận lợi nha. Khá là thuận lợi đấy chứ. Nó là khá thuận lợi luôn á. Henry cầm súng rút nha, nguy hiểm. Mình phải cho nó biết thế nào là bay màu. Ok, và có thể là game này đã tới đây rồi. Không xài một con Dragon thôi hả? Trời ơi. Rồi. Ok. Ngày hôm nay được gặp idol Maihu của chúng ta rồi, tuyệt vời. Hẹn gặp lại vào lần sau nha. Hy vọng là lần tới thì chúng ta sẽ ngang hàng. Chung thì mình cũng không thích chơi với meta làm gì đây mà, tại vì nó thay đổi theo mùa, nó sẽ nép rất là nhiều. Nói chung là tới mùa thì nép thôi. Vậy mà top 1 luôn trời. Nếu mình vô coi xưởng ông này có thay đổi gì không. À, cũng chả có gì thay đổi anh em ạ. Có con sen lâu thôi, còn lại thì cũng chả có gì nhiều. Ok, và trận thứ hai, trận này thì map thành rom nha, map khá là rộng. Rồi mình vẫn cứ tiếp tục gọi xe đáp thôi, nếu như được thì cố gắng. Nhưng mà trận này mình nhìn thấy bên kia Trung Quốc nhiều quá. Được không ta? Trời, một con Behemoth cầm Smuta luôn kìa. Mấy bữa nay thì tỷ lệ dê nó xuất hiện đã giảm xuống rồi anh em ạ. Mình có thể gọi là giảm xuống mức tối thiểu luôn ấy. Giảm rất là nhiều. Gần như là bây giờ nó cảm thấy là nó không thể nào chơi lại với Kuri hay gì rồi. Bây giờ nó giảm xuống rồi quá trời nha. Chết. Đùa. Sao đùa với tôi được. Mình biết nổi nó không ta? Giết luôn anh em ạ. Lụm ngon lành. Trời ơi. Hai mạng ngay. À không, ta đó thì có một mạng hỗ trợ thôi, nhưng mà cũng được đó. Em có thể nhìn thấy là cái lượng hồi phục của mình rất là mạnh nha. Một cây hồi nãy mình đáp xuống còn nửa cây thôi, bây giờ thì mình gần đầy cây rồi. Hồi máu rất là kinh dị đến từ vị trí của Serac. Và hơn nữa thì khẩu súng này nó trị dê cũng rất là mạnh nha anh em. Giận trời, mình dê rớt xuống mình bắn nó gần hết máu luôn rồi kìa. Cứ giữ khoảng cách là được nè, cứ giữ khoảng cách rồi mình tỉa nó thôi. Đây, nhìn thấy mình rồi đúng không? Nhưng mà nó không bắn mình là nó sai lầm rồi. Ơ, ok, xong thay ship thì nó sẽ chết. Ok, lắm anh em ạ, mình đã tiêu diệt được beta rồi nha. Ai bảo là xe đáp lại không ăn được chứ. Chúng ta ăn rất là mạnh anh em ạ. Làm con dê nữa, ui trời ơi. Hay là mình đi dành cái trụ người ta. Hay dụ. Ôi, thay ship không kịp, mù rồi. Bắt đầu tính giờ. Hên là cái pha đó mình cũng gây mù được cho nó. À không, cái pha đó hình như mình bị mù trước nó thì phải. À, đỡ đòn của mình thì cũng tương đối là mạnh nha em. Nói chung là vẫn có thể chơi được với mấy thằng này. Hao này thì không phải đối thủ rồi. Titan Slayer đời đầu. À không, đời thứ hai. Đời thứ hai bay lên, Reaper bắn rụng ngay. Ôi nhưng mà con dê đó nó mạnh quá vậy. Đừng ơi. Mình hỗ trợ tập trung giết con dê nha em, không biết có được hay không. Chắc là không được rồi, rồi thôi xong rồi, xe lo ám sát rồi. Ây da, cái trận này nhiều meta quá rồi. Mình đã không còn Fury nữa, chắc chắn là trận này mình sẽ lép quế rất là nhiều đây. Thôi được rồi, liều thôi anh em ạ. Chung là cũng được rồi, cũng ăn được mấy mạng rồi. Ui trời ơi, đấy đúng là một khi con dê nó bị giảm thì nó yếu rất nhiều anh em ạ. Như hiện tại bây giờ anh em có thể thấy nha, nó chơi không lại con Revenant súng điện của mình. Mình chơi một phát thôi, nó đi nguyên lét em rồi. Có Newton hỗ trợ nữa, pha này là mày chết chắc rồi, mày không có đường nào có thể sống được cả. Nhưng mà vẫn còn hấp tung nấy, cũng ghê đấy. Ok, lụm anh em ạ, ngon lành.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi, reset. Reset cầm đê cai. Đê cai nó mạnh nha mày. Reset mà cầm đê cai nó cũng tương đối là mạnh nha. Bốn khẩu nó bắn rất là đau, rất là rát. À mà nó gây áp lực để cho nó lui ra khỏi cái trụ rồi nha anh em. Cũng được rồi, mình cũng không cần phải chạy vào đó nữa. Thôi được. Nhưng mà thôi đi. Hay là mình dịch chuyển một con reset luôn. Trời ơi, một đống titan rồi, thôi xong rồi. Cái pha này chắc chắn không ổn rồi anh em ạ. Mình không nghĩ là team mình nó có thể đỡ được đâu. Sau khi mình giết con reset này thì mình nghĩ là mình cũng không sống sót nổi với dàn titan này đâu. Trời ơi. Một con Newton, hai con Newton, ba con Newton. Trời ơi. Có ai hỗ trợ giải thoát cho tôi được khỏi cái trận địa này không vậy? Mình sẽ cố gắng mình câu cái sự chú ý nha anh em. Nói chung là được thằng nào hay thằng đó, chứ mình cũng không biết là phải làm sao bây giờ. Bây giờ mình dịch chuyển vào đó thì cũng đâm đầu tự sát thôi. Cố gắng để mà câu giờ thêm để mà mấy mấy cái trụ đó nó xanh á, thời gian nó bắt đầu chạy rồi. Bây giờ mình gọi Titan nào, mình sẽ gãy với cái đàn Newton này, đảm bảo anh em không thể nào bắn được. Trời ơi trời, để một con Titan nó di chuyển được. Thôi được, bây giờ thì mình bắt buộc phải gọi Impel ra để mình tiêu diệt con Titan này anh em. Và sau khi mình tiêu diệt xong thì chắc chắn là mình cũng không thể nào sống sót nổi rồi. Ây da, biết ngay mà. Trời ơi, cái team tôi, mình cảm thấy cái team mình bây giờ nó bị thua quá trời ta. Thôi trời trời, cái bài vậy. Ây da, mất thầy ship rồi, bây giờ cũng không thể nào mà tàng hình được nữa rồi. Ui, vẫn còn tàng hình được kìa, cho nó mù. Mình sẽ cố gắng làm tất cả gì có thể. Titan đã tiêu rồi, Fury cũng không còn. Fury làm gì có công trận này mà xài. Ây da trời ơi trời, cái trụ nhà không ổn rồi anh em ạ. Trời ơi thôi, mình tưởng nó thằng nào hóa là thằng róc, làm sao mà tôi chơi được. Trời ơi, róc róc con đấu với róc cha rồi. Thôi xong rồi, không thể nào mà đỡ nổi. Bây giờ trong xưởng của mình cũng chả còn con nào có khả năng để tiêu diệt cái đám Titan này cả nào. Team mình nó yếu rồi, team mình cảm thấy là sau cái trận này mình thấy team mình nó yếu thật, yếu thiệt luôn á. Chắc là hồi nãy trận kia thì gặp team kia yếu, trận này tập team mình. Thôi được rồi, tới phút cuối lại không giữ được trụ anh em ạ, thật là đau đớn. Ai, con róc nó nhìn thấy mình rồi, bây giờ mình đi vào trụ đó thì chỉ có tự sát thôi. Cố gắng đi làm, nó không bay đi. Ai da, nó không bay đi, trời ơi, chết tôi rồi. Cầm trà sữa luôn chứ. Ai, trà sữa nó bắn xuyên lead ten full cấp 6 được anh em ạ. Gần như là lead ten full cấp 6 nó không thể nào nó đỡ được trà sữa. Ai, trời ơi, còn có một lóng thôi mà thua. Cây này không thể trách được anh em ạ. Nói chung là lâu lâu thì gặp team nó cũng yếu quá yếu, mình cũng chả làm gì được đâu. Thôi thì chúng ta cứ ngậm ngùi cầm cái top 1 rồi chúng ta đi tới trận tiếp theo thôi, cũng đâu có trách được. Vì mình cũng top 1 thôi. Thôi chúng ta sẽ đến với trận thứ hai. Cái pha đó mình vừa nháy vào top 1 nha, mình cũng lười xem lắm. Đến với trận cuối cùng, mình nghĩ là sẽ trận cuối cùng thôi. Và đây chính là map cái gì, Jensen hả? Có thể vậy. Một con bảo gì đây, bảo băng, một con siren, một con ovion nữa chứ. Ayu ayu ayu, reset bắn lén. Cái pha đó là mình có hai RA cho nên là mình có thể chống sốc đam được nha anh em, kết hợp thêm cái trường lực của mình nữa. Bởi vậy cho nên nếu như mà nguy hiểm quá thì RA nó còn cứu mình được thêm tí tí xíu nữa thì pha đó bay mà với con reset rồi. Thì còn mấy thằng canh, mấy thằng biết bay chơi không, đi hai mạng lụm tiền anh em ạ. Ngon lành, bây giờ thì giết luôn con siren này được không ta? Trời ơi hay quá. Ok, cho nó thêm cái mù nữa, mình sẽ bay vào cái trụ này nha. Ôi ơi ẩu, mình sẽ vừa đạn để bắn con siren này, biết ngay kiểu nào cũng không nhịn được mà bay vào bắn tôi mà. Rồi xong rồi, xong rồi, nó làm mồi cho mình luôn rồi anh em ạ. Đúng là tuyệt vời, đúng là con xe đáp mà cầm súng này bắn rất là phê, rất là đã anh em ạ. Hay tuyệt vời, ai nói là robot cũ thì
lại thua đâu. Ovion bây giờ phải nể mặt của con xe đáp này nữa đây. Mình thấy cái kiểu bài rất là ngầu như này, rất là đã gian cánh rồi nè. Mình thích những con robot kiểu như này. Hello bạn dê, bạn cầm súng gì vậy? Chung là dê nó cầm súng này nó bắn mình rất là tệ, không chơi nổi đâu. Hello bạn nha, chơi đâu cho lòi lấy tên nó luôn. Đúng rồi, đúng rồi trời ơi, pha này dễ ra, pha này chết chắc rồi bạn ơi. Ôi ờ thôi được rồi, nó chỉ hồi máu lên được tí đó thôi chứ cũng không làm gì được nữa. Ngon lành. Thì qua anh em à, đúng là một con xe đáp cực phẩm, ngon đấy nè, ngon đấy, công nhận là xe đáp bắn cũng phê thật. Đã qua một đợt nét rồi và sau đợt này nó sẽ được tăng sức mạnh nữa nha. Mình nghĩ là lắp bộ súng này thì chơi vẫn rất là ok đấy anh em ạ, không thể đùa được với bộ súng này đâu. Tuyệt vời ngay, trời ơi đỉnh vãi. Thằng Cherry này mình không tin là tới giờ nó vẫn còn sống, nhưng mà cũng chết thôi, cũng chết thôi. Đi ôi một góc rồi kìa. Nói chung là súng này thì em bắn mấy thằng tầm xa nó vẫn ok, cũng khá là ngon. Ây không sao, nói chung là bây giờ tàu mẹ này thì không thể nào mà gây đam được lên mình đâu nè, cũng chả có khốn bao nhiêu ta, để dành cái xe ship cho những trường hợp khẩn cấp thì hơn. Quá tuyệt vời, nãy giờ cũng được mấy mạng rồi chứ bộ, sao đùa được không, trời ơi xịn ngay. Bạn lại ùa vào để mà cầm xe đáp rồi vô càng quét chiến trường anh em à. Tuyệt vời chứ bộ, đùa sao mà đùa được. Ôi nhưng mà pha này hơi ẩu rồi, trời ơi trời. Bây giờ nó bắn đụng mình luôn á, không chết nó kìa. Hay giờ cái con dê này mày tới số mày rồi, giỡn mặt với tao hả? Đâu ai? Ủa nó chết rồi hả? Trời ơi, bị mình ra bắn chết rồi. Ok, mình sẽ đi tìm mục tiêu nha. Remnant hiện tại bây giờ mình lắp luôn đó là hai cái RA rồi anh em ạ. Hello bạn Luchador. Hello bạn. Bạn có nhìn thấy tôi không? Chắc là thấy rồi đúng không? Mình chạy vòng vậy để thu hút sự chú ý của nó nha anh em. Nói chung là trông như thế này để tìm bắn. Rồi ok lụm. Tuyệt vời chưa? Trời ơi. Chung là chơi con này cũng cần phải có nghệ thuật anh em ạ. Ê nhưng mà nghệ thuật này nó hơi ẩu rồi. Ôi được được. Con dê này bị choáng. Hello bạn nha. Nhưng mà tôi không có dịch chuyển cái chỗ bạn đâu, tôi dịch chuyển cái chỗ Ophion. Con dê đó chắc nó cũng đang thắc mắc là tự nhiên sao mình lại biến mất anh em ạ. Chắc là nó cũng đang thắc mắc tự nhiên đâu mình biến mất tiêu. Rồi ok, game này có thể là win rồi nha. Ôi từ từ bình tĩnh anh em ạ. Hay rồi, một con Happy cầm súng lửa luôn. Lợi hại. Mình nhận thấy là pha đó nó chán chân mình cho nên là mình cho nó bay màu luôn anh em ạ. Đi. Ok. Hello bạn Happy nha. Tôi đây nè, tôi vẫn còn trong thời gian dịch chuyển. Không thể nào bị nổ được. Thế nào anh em có thấy con Revenant này lợi hại hay không? Em có thấy nó lợi hại không nè? Quá trời lợi hại luôn chứ. Đúng không? Quá tuyệt vời. Sao mà đó được. Ôi trời. Nó qua rồi á, tám. Đây chạy đường khúc vậy gì á. Ui. Rồi luôn anh em ạ, à. Chắc là mình xử luôn con dê này quá. Hello bạn nha. Hello bạn nha. Đi rồi ôi ác. Sao bây giờ thì đầy rồi. Rồi anh em ạ, ok video mình tới đây cũng kết thúc nha. Hẹn gặp anh em vào những video sau. Tạm biệt anh em nha.